Mến chào các bạn đến với kênh của Đào Ly. Hôm nay Đào Ly sẽ thực hiện một cái đuôi áo cưới mà mình có thể mặc vào và tháo ra một cách dễ dàng, nó không được may dính vào trong áo cưới. Đào Ly sẽ thực hiện trên một cái diện tích nhỏ hơn, một cái váy mẫu nhỏ để cho các bạn dễ theo dõi. Kế tiếp là chúng ta sẽ chạy nhúng ở cái phần eo nha các bạn. Các bạn sẽ chú ý ngay cái phần sườn của váy các bạn. Chúng ta sẽ đánh dấu phần này. Chúng ta sẽ xếp đôi ngay cái phần mà đánh dấu ở hai bên sườn áo. Nó trông như thế này nha các bạn. Các bạn xem, cái phần này là phần bên trong và cái phần này là phần bên ngoài. Và đây chúng ta đã có một cái đuôi váy cưới hoàn chỉnh rồi các bạn. Bây giờ các bạn sẽ may một cái đai lưng cho nó. Thế là xong. Đào Ly quên giới thiệu cho các bạn cái phần mở ra của cái đuôi để cho mình có thể tháo ra mặc vào. Rất đẹp và dễ làm phải không các bạn? Ủng hộ kênh của Đào Ly, các bạn nhớ đăng ký kênh, like và share. Mến chào các bạn và hẹn gặp ở video kế tiếp.